chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của tuần 2 tháng 2 quý 4. Ngày hôm nay chúng tôi được chào đón đến với trường quay này bốn gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, và chắc chắn là họ sẽ có những bỡ ngỡ ban đầu. Vì thế quý vị khán giả hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để động viên cũng như tiếp thêm sức mạnh cho họ đi ạ. Ở vị trí số 1 xin giới thiệu bạn Lê Minh đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội. Ở vị trí thứ 2 là bạn Lộc Tài đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Bùi Thanh Hải đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang là người đứng ở vị trí thứ 3. Và ở vị trí thứ 4 là bạn Trần Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Tánh Linh, Bình Thuận. Sau những bước chạy đầu tiên, lúc này bốn nhà leo núi của chúng ta đã sẵn sàng ở vạch xuất phát và hãy cùng họ khởi động. Em chỉ có một lời thôi ạ, đó là chúc sức tới đâu. Đây gọi là sở trường luôn hả? Thích bạn nào là bạn đó có người yêu? Dạ đúng rồi, tiêu chính của em đến đây là giao lưu học hỏi. Tiền thưởng thì em không quan tâm. Chắc là tự tin quay cá tính. Hành trình leo núi sẽ bắt đầu ngay bây giờ với những thử thách đầu tiên trong phần thi khởi động. Người sẽ xuất phát ngay lúc này là bạn Lê Minh đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây, Hà Nội. Xin chào Lê Minh. Bạn có chia sẻ người muốn gặp là bản thân sau 10 năm để kiểm tra kỷ lục plank của bản thân. Em cũng chia sẻ với mọi người luôn là em plank mới được có khoảng 30 giây thôi ạ. Bây giờ bạn có muốn thử plank ở sân khấu này không ạ? Thôi anh ạ, em ngại cởi áo lắm anh ạ. Không, có cần phải cởi áo đâu ạ. Plank bạn có thể thể em hiện ở đây. Em plank mà không cởi áo thì em còn không được 30 giây đâu ạ. Bạn còn chia sẻ một sở trường khác là hát trong phòng tắm. Thực ra thì khả năng này thì em mới nhận ra gần đây thôi ạ. Thực ra là lúc em chuẩn bị với bản đăng ký ạ, thì em cũng có hay gọi là mở những cái bài hát kiểu những cái bài em hay nghe ấy ạ. À, thường thì em hát theo nó một cách khá là trơn tru, em thấy giọng mình khá là hay. Vâng, và tôi muốn tò mò hỏi bạn là việc hát trong phòng tắm thì nó mang lại cái cảm giác gì khác hát ngoài phòng tắm không ạ? Em nghĩ là trong cái tư thế mà mình đang gọi là không mảnh vải che thân ấy thì em nghĩ là giọng hát của mình nó sẽ gọi là mượt mà hơn ạ. Tại sao lại thế ạ? Chắc là tự tin khoe cá tính ạ. Bây giờ thì Lê Minh đang cảm thấy thế nào rồi? Hiện tại thì em đang cảm thấy rất là thoải mái ạ. Nhưng mà trước khi đến với phần thi khởi động thì em chỉ có một lời thôi ạ. Đó là chúc sức tới đâu. Và trước đó thì bạn có dặn các bạn cổ động viên là trong chương trình mình sẽ làm vậy không ạ? Các bạn bảo em làm thế ạ. Tức là đã tập luyện với nhau rất kỹ càng để có một phần biểu diễn công phu như vậy trước phần thi khởi động rồi. Và bây giờ bạn đã sẵn sàng? Em đã sẵn sàng ạ. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của Lê Minh. Chúng tôi sống trong ruột, mối cộng gỗ sinh là dạng quan hệ. Đúng vậy. Địa danh nào còn thiếu cho các câu thơ sau? Bỏ. Mình về với Việt Bắc. Trong các phong trào chống Pháp sau, phong trào nào có thời gian kéo dài lâu nhất? Yên Thế ạ. Đơn vị nào được dùng để đo chiều dài trên biển? Thêm 10 điểm. Nước nào Việt Nam ta vươn về là câu hát? Đúng vậy. Skin. Chính xác. Thưa câu cổ sống nhiều nhất ở khu vực nào? Đúng vậy. Trong phân tử metan có bao nhiêu liên kết CH? Đúng là 4. Trong hai chất ozone và oxy, chất nào có tính oxy hóa mạnh hơn? Ngôn ngữ phân tử tiếng nhất. Sumo. Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ cũng độ dài cạnh còn lại lớn hơn, nhỏ hơn. Chính xác. Một ắc quy đang được nạp điện thì dòng điện nạp vào. Đúng vậy. Khối lượng nước tiêu thụ trên thế giới được phân phối cho hoạt động nông nghiệp. Chính xác. Cần nước liền của nước ta giáp với hai Thái Lan nào? Và vịnh Bắc Bộ. Bạn đã kịp thêm 10 điểm. Những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể. Rất tuyệt vời. Bạn Lê Minh của chúng ta đã tận dụng vô cùng tốt thời gian. Bạn trải qua tới 15 câu hỏi và giành về cho mình 120 điểm. Chúc mừng Lê Minh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Lộc Tài đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Lộc Tài. Vâng, rất cảm ơn bạn đã có mặt ở trường quay S14 này. Chúng tôi cảm thấy tự nhiên có thêm rất là nhiều Lộc Tài rồi các thứ đến với chương trình. Bạn có chia sẻ ở trong bản đăng ký này sở trường. Đây gọi là sở trường luôn hả? Thích bạn nào là bạn đó có người yêu? Dạ đúng rồi. Tại vì có một lần thì em thích bạn kia, thì qua hôm sau thì em mới biết bạn đó đã có người yêu được 2 năm luôn rồi.
tức là khi bạn thích người ta thì người ta đã có người yêu có rồi. Có một lần em cũng thích một bạn kia nữa, là bạn đó cũng có người yêu luôn. Tự nhiên qua hôm sau em biết là bạn đó cũng có người yêu mà được cỡ 2-3 tháng rồi. Bởi vậy nên đã làm cái sở trường của em. Em cứ em thích bạn nào là bạn đó có người yêu, mà có người yêu từ trước luôn. Vâng, tôi chỉ đang hơi hiểu sai cái ý của bạn một chút. Tôi tưởng là bạn cứ yêu ai cái thì người đấy ngay lập tức có người yêu, chứ không phải là có người yêu từ trước. Thế thì lỗi là do bạn rồi, không tìm hiểu kỹ. Thế sau khi biết người ta đã có người yêu rồi thì bạn như thế nào? Có thích người ta nữa không? Dạ không mà. Ngay lập tức có thể dừng được việc thích luôn? Dạ được. Dạ thì có 1-2 ngày thôi à, nên có thể được. Đúng là dừng sớm đi cho nó cho bớt đau khổ. Vâng, và tôi hy vọng là một vài những phút nói chuyện vừa rồi sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ em đang sẵn sàng. Vâng, chúng ta sẽ cùng khởi động ngay với bạn Lộc Tài. Câu hỏi đầu tiên, chi tiết nào trên các ngón tay người được cho là? Đó là vân tay. Gió đầu mùa, nắng trong vườn, Hà Nội bác sáu phố phường là các tác phẩm của nhà văn. Có 10 điểm đầu tiên. Thời phong kiến, thủ đô của một quốc gia thường được gọi là gì? Thủ đô. Kinh đô. Quốc gia nào có diện tích tự nhiên gần bằng diện tích của cả châu Âu và châu đại dương cộng lại? Bảo quản. Đó là Nga. Bài hát Chiếc đèn ông sao của nhạc sĩ Phạm Tuyên gợi lên hình ảnh dịp Tết nào? Tết Trung thu. Chính xác. Queen. England. Theo kinh nghiệm của người xưa, kiến đen thai trứng lên cao là dấu hiệu sắp xảy ra hiện tượng gì? Mờ. Chính xác. Hợp chất hóa học nào có trong thuốc lá gây nghiện và? Chính xác. Khi mở nút lọ lấy hóa chất phải đặt ngửa hay úp nút trên mặt bàn để đảm bảo độ tinh khiết của hóa chất? Chúc mừng bạn. Những màu đai chủ đạo trong taekwondo bao gồm đen, trắng, vàng. Chính xác. Chữ cái nào được dùng để biểu diễn tập hợp số hữu tỉ? Quy. Chính xác. Phẫu thuật giác mạc làm thay đổi độ cong bề mặt giác mạc, một trong những cách khắc phục tật nào ở mắt? Cận thị và viễn thị. Cả ba tật. Vâng, như vậy là bạn Lộc Tài đã trải qua những câu hỏi trong phần thi khởi động và chúc mừng bạn đã giành được 70 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp bạn Bùi Thanh Hải đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang. Xin chào Thanh Hải. Ở trong bài đăng ký thì bạn có chia sẻ về bản thân là một người vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng rất dễ gắt gỏng. Em thì hay nóng tính, thế nên là mấy việc vặt vãnh em cũng nóng tính. Chơi trò chơi mạo hiểm ở Hạ Long, đó là một kỷ niệm bạn rất nhớ. Đợt đó có gì vui chứ ạ? Tôi thấy những tiếng cười khúc khích ở phía dưới kia. Dạ, đợt đấy là lần đầu tiên em tham gia mấy cái trò chơi mạo hiểm ạ. Thì em chơi một trò gọi là tê giác cuồng nộ ạ. Thì thì nó là giống như là mấy vòng quay nó xoay tiếp mù, xong rồi nó quay vòng đấy. Em thì em trải nghiệm với xong thì em cảm giác phê tới nóc ạ. Và bạn cũng có chia sẻ là bạn đã muốn tham gia chương trình được lên đỉnh Olympia từ năm lớp 6 rồi. Vâng, đúng rồi. Một khoảng thời gian khá xa và hôm nay thì ước mơ đó đã trở thành hiện thực và hy vọng bạn sẽ tận dụng tốt cơ hội này để ghi được thật nhiều điểm và tạo nên một kỷ niệm thật đẹp với chương trình nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Sau đây chúng ta sẽ khởi động cùng bạn Thanh Hải. Gấu là loài động vật ăn thịt. Ăn tạp ạ. Trong truyền thuyết An Dương Vương ở Mỹ Châu Cao Thủy, ai là người đã giúp? Đúng vậy. Ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 Mỹ. Lịch sử từ cuộc xuống. Chính xác. Trong ba miền đất nước, miền nào có đặc điểm địa hình hẹp chạy dài theo dãy núi? Bạn có thêm 10 điểm. Những gian nan hy sinh của đội ta khi đưa những cỗ pháo nặng hàng tấn. Họ kéo pháo ạ. When it is summer. Chính xác. Thị thực trên hộ chiếu cho phép nhập cảnh vào một quốc gia thường được gọi là gì? Visa. Đúng vậy. Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm mấy và tuần hoàn có? Nhóm 2A. Ánh sáng có áp suất hay không? Có. Đúng vậy. Fed Cup là tên giải đồng đội cấp thế giới của môn thể thao nào? Bóng đá. Quần vợt ạ. Hằng số nào không thể thiếu khi tính diện tích mặt cầu hình tròn? Chính xác. Loại máy cơ đơn giản nào là một bánh xe quay được quanh một trục có rãnh ở vành? Đúng rồi, như vậy. Mỗi số thực A đều có mấy các bậc ba? 1. Chính xác. Có bao nhiêu nốt nhạc cơ bản? 7. Chính đúng. Xác. Như vậy xin chúc mừng Thanh Hải đã nhận được 100 điểm tròn sau phần thi khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Trần Anh Tuấn đến từ trường Trung học phổ thông Tánh Linh, Bình Thuận. Xin chào. Thì lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến hai anh chị MC, các quý vị đại biểu cũng như các quý thầy cô, các bạn học sinh đang theo dõi tại trường quay S14 ở sau màn ảnh nhỏ. Một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay thì mục tiêu chính của em đến đây là giao lưu học hỏi và kết bạn bốn phương. Tiền thưởng thì chắc thôi hả? Dạ, tiền thưởng thì em không quan tâm. Em chỉ quan tâm là có thể thực hiện được ước mơ mà từ bấy lâu nay em đã hằng mong ước. Vậy thì nói thêm một chút về ước mơ đó của bạn đi ạ. Nó bắt đầu từ bao giờ và nó mãnh liệt ra sao? Dạ, giấc mơ đó thì bắt đầu từ hồi là em có lẽ là hồi 5 tuổi. Em xem TV với bà ngoại của em.
Thì hôm đó thì em có trả lời được vài câu hỏi tăng tốc thì em cảm thấy rất là sướng và rất mong được lên trường quay S14 để có thể là trả lời được những câu hỏi đó. Từ hồi 5 tuổi mà đã trả lời được vài câu hỏi tăng tốc rồi đấy Huy ạ. Vâng, mình phải xem lại mình thôi. Bạn đã sẵn sàng đến với những câu hỏi đầu tiên chưa? Em đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ khởi động với bạn Trần Anh Tuấn. Câu hỏi đầu tiên: loài nào sau đây không phải côn trùng? Kiến, bướm, nhện, ong. Không có. Nhện ạ. Theo truyền thuyết dân gian, vị thánh nào được người mẹ mang thai suốt 12 tháng khi lên ba bên không biết nói? Đó là thánh Gióng. Hội nghị Diên Hồng được tổ chức khi quân thứ hai. Chính xác. Nam Bộ có hai hệ thống sông lớn là sông Mê Công và. Bạn có thêm 10 điểm. First Face là người mẫu xuất hiện ở vị trí đầu tiên. Which country does Misha Bear come from? Russia. Trong thuyết ngũ hành, yếu tố nào khắc mộc và sinh thủy? Hỏa. Đó là kim. Trong một quả trứng gà và dung dịch HCl loãng hay có những bọt khí? CO2. Có nên sử dụng nước khoáng đóng chai để nấu ăn trong gia đình không? Chính xác. Theo quy định của FIDE. Hậu. Quân hậu. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật là tứ giác có tối thiểu? Chính xác. Còn 7 cân bằng khi được tác dụng tỷ lệ? Hòn. Tỷ lệ nghịch mới đúng. Các khối chất lỏng khi không chịu tác dụng của ngoại lực đều có dạng? Dạng cầu. Dãy núi nào đã chắn sông lớn? Như vậy là bạn đã kịp ghi điểm ở những giây cuối cùng và chúc mừng anh Tuấn đã vượt qua phần thi khởi động với 60 điểm. Các thí sinh đã khởi động xong và chúng ta hãy cùng xem họ đang có bao nhiêu điểm. Đã có 60 điểm là anh Tuấn. Sở hữu 70 điểm là Lộc Tài. 100 là điểm số của Thanh Hải. Và dẫn đầu với 120 điểm là Lê Minh. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi. Sumo. Ở Nhật, các võ sĩ sumo được coi là biểu tượng cho sức khỏe. Vì vậy, người ta tin rằng họ có thể giúp những đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh bằng cách khiến chúng khóc. Đây là tập tục có tuổi đời hơn 400 năm tại Nhật, thường được tổ chức tại các đền, chùa và miếu, có tên gọi là Naki Sumo Matsuri hay tên tiếng Anh là Baby Sumo Cry. Trong lễ hội, các em bé mặc bộ quần áo truyền thống hoặc đeo dây lưng. Nhiệm vụ của họ là làm bé khóc càng lâu, càng to càng tốt. Nghi lễ này được người Nhật tin tưởng và giữ gìn qua nhiều thế hệ. Họ cho rằng đây là cách xua đuổi tà ma, đem lại sức khỏe cũng như may mắn cho các em bé. Các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số. Em xin chọn ngang số 3. Vẫn chưa có gì rõ ràng. Suy luận của bạn sai. Các bạn hãy cố lên. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Lúc này điểm số của các bạn học sinh lần lượt là 120, 70, 100 và 60. Và để vượt qua chướng ngại vật ngày hôm nay thì các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 10 chữ cái. Và phía sau tôi đây là 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Lê Minh. Em thưa anh chị, em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 6 chữ cái với câu hỏi như sau. Ở nước ta, lực lượng vũ trang nhân dân nào làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội? Cả 4 bạn đều có chung phương án trả lời là lực lượng công an và chắc chắn rồi, đó là phương án chính xác. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Vẫn chưa có gì rõ ràng. Vâng, bạn Lê Minh với phong thái tự tin như thường thấy. Và chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời của bạn đấy ạ. Em thưa anh chị, đáp án của em cho chương ngày vật ngày hôm nay là thương binh. Hiện tại thì Lê Minh đang có 130 điểm, bạn đang dẫn đầu đoàn leo núi. Và nếu như suy luận của bạn sai, bởi vì thực ra chúng ta đang có trong tay rất ít sự kiện, thì cơ hội sẽ thuộc về 3 người còn lại và chúng ta sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều điểm của phần thi này đấy ạ.
Bạn có nghĩ tới tình huống đó không? Em không ạ. Một khi em đã bấm chuông xin trả lời cho nhân vật thì em đã chắc chắn với phương án của mình. Và em sẽ không hối hận với quyết định đó ạ. Vâng, bạn chắc chắn ở phương án của mình. Thế thử chia sẻ suy luận của bạn xem ạ. Tại sao lại là thương binh? Theo em đó là hình ảnh của ông Sáu trong tác phẩm Chiếc Lược Ngà. Và em thấy cái nạng ở đó thì em nghĩ đó là những người thương binh đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Các bạn cổ động viên nghĩ thế nào về câu trả lời được bạn Lê Minh đưa ra ạ? Lê Minh thân mến, lúc này thì bạn sẽ củng cố hơn nữa ngôi vị dẫn đầu của mình. Xin chúc mừng! Từ khóa ngày hôm nay chúng ta phải đi tìm đó là thương binh. Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương được cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thương binh và huy hiệu thương binh, thuộc một trong 8 trường hợp được quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thương binh loại 1/4 là nặng nhất với tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên. Vâng, quý vị khán giả thân mến, công cuộc bảo vệ đất nước đã chứng kiến sự hy sinh của hàng triệu người và vì thế nhắc nhở chúng ta luôn luôn phải sống thật tốt, sống sao cho xứng đáng và luôn luôn có ý thức giữ gìn độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc. Vâng, một phần thi vượt chướng ngại vật với một từ khóa rất ý nghĩa và nó còn có ý nghĩa đặc biệt với bạn Lê Minh khi đó là một số điểm rất cao được bổ sung vào quỹ điểm của bạn hiện tại. Và phía trước cả 4 thí sinh bây giờ sẽ là phần thi tăng tốc với rất nhiều những điểm số cao khác. Các bạn hãy cố lên. Bây giờ hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn đang có. Đang có 70 điểm là anh Tuấn, sở hữu 80 điểm là Lộc Tài, 110 là điểm số của Thanh Hải, dẫn đầu với 210 điểm là Lê Minh. 4 nhà leo núi của chúng ta chuẩn bị một tư thế đánh máy thật đẹp, đã vào vị trí. Điểm số đã thay đổi khá nhiều rồi. Quay một góc, các bạn chỉ việc xoay ngược chiều kim đồng hồ. Ai sẽ là người nhanh và chính xác nhất? Sau hai phần thi đầu tiên thì bạn Lê Minh đang có lợi thế với 210 điểm. Và không biết ở phần thi tiếp theo này thì điểm số các bạn sẽ tăng như thế nào? Mặc dù phần thi chưa chính thức bắt đầu nhưng 4 nhà leo núi của chúng ta gần như đã vào vị trí. Lê Minh đang có một động tác cứ như thể là múa ba lê em ạ. Nhưng cũng chính động tác này, sự quyết tâm này đã mang về cho bạn những số điểm rất cao cho phần thi khởi động. Và chúc cả 4 bạn sẽ có phần thi tăng tốc thành công. Sau đây sẽ là nội dung câu hỏi đầu tiên. Tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Cả 4 bạn đều có chung câu trả lời là C. Và Lê Minh là người nhanh nhất, bạn mất 0.86. Và hãy cho chúng tôi biết quy luật của hình vẽ này là gì ạ? Dạ thưa anh, là chúng ta thấy rằng cái ngũ giác này là ngũ giác đều ạ. Thế nên nó sẽ nội tiếp vào đường tròn ạ. Và cái góc nội tiếp đó sẽ quay một góc bằng 1/5 đường tròn ạ. Thế đáp án sẽ là C. Vâng, đáp án của chúng tôi là cái hình ngũ giác này các bạn chỉ việc xoay ngược chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Và hình đáp án chính xác chắc chắn là hình C rồi. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Lê Minh có thêm 40 điểm, Thanh Hải có thêm 30 điểm, Anh Tuấn có thêm 20 điểm và Lộc Tài có thêm 10 điểm. Vâng, ngoài việc chuẩn bị cho mình một tư thế đánh máy thật đẹp thì các bạn hãy chú ý lên màn hình phía trước vì sẽ có rất nhiều những hình ảnh trong cơ hội tăng tốc thứ hai này. Đây là nơi nào? Thanh Hải và phương án mà bạn lựa chọn là Tây Tạng. Cao nguyên Tây Tạng là câu trả lời của anh Tuấn.
Phương án của Lộc Tài là Mông Cổ và câu trả lời của Lê Minh là Tây Tạng. Phương án cao nguyên Tây Tạng cũng sẽ được chấp nhận. Như vậy, xin chúc mừng Thanh Hải đã có thêm 40 điểm, anh Tuấn có thêm 30 điểm và Lê Minh có thêm 20 điểm. Hai cơ hội tăng tốc đầu tiên đã qua đi, điểm số đã thay đổi khá nhiều rồi. Vậy cùng chờ xem ở câu hỏi tiếp theo này ai sẽ là người nhanh và chính xác nhất. Sắp xếp các hình ảnh minh họa với hiện tượng thời tiết tương ứng. Là người nhanh nhất và bạn đưa ra lựa chọn là ACBD. Đó cũng là cách sắp xếp của các bạn Thanh Hải, Lộc Tài và anh Tuấn. Và bạn Lê Minh và bạn Thanh Hải, chúng tôi nhận thấy là cả hai bạn chỉ cách nhau 0,01 giây thôi. Tuy nhiên số điểm mà hai bạn cách nhau là 10 điểm ạ. Bởi vì là Lê Minh sẽ có thêm 40 điểm, Thanh Hải có thêm 30 điểm, Lộc Tài có thêm 20 điểm và anh Tuấn có thêm 10 điểm ở câu hỏi này. Như vậy là 3/4 chặng đường tăng tốc đã qua đi và bây giờ sẽ là cơ hội tăng tốc cuối cùng. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Này là anh Tuấn. Phương án bạn đưa ra, câu trả lời của bạn là não và đó cũng là câu trả lời của các bạn thí sinh còn lại. Như vậy xin chúc mừng anh Tuấn có thêm 40 điểm, Lê Minh có thêm 30 điểm, Thanh Hải có thêm 20 điểm và Lục Tài có thêm 10 điểm. Như vậy là cả bốn thí sinh đều đã tận dụng rất tốt những cơ hội tăng tốc của mình và số điểm của họ đã tăng lên khá cao rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem những số điểm đó là gì. Đang có 120 điểm là Lục Tài. 170 là điểm số của anh Tuấn. Đang sở hữu 230 điểm là Thanh Hải. Và dẫn đầu với 340 điểm là Lê Minh. Hiện tại số điểm nhì cao nhất đang là 215 điểm. Sẵn sàng rồi ạ. 383. 1200 cách. Đây sẽ là một tình huống rất hồi hộp. Than sẽ bị bốc khói ạ. Nó không chỉ bốc khói mà nó bùng cháy lên luôn ạ. Cái gì? Rất tiếc đó không phải là câu trả lời đúng. Rất nhanh và rất chính xác. Xin chúc mừng. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Chúng ta đang đến với phần thi về đích và lúc này điểm số của các bạn học sinh lần lượt là 340, 120, 230 và 170. Và người đầu tiên đến với phần thi cuối cùng này đó chính là bạn Lê Minh. Bạn đang cảm thấy thế nào? Em đang cảm thấy hơi run ạ. Hơi run ý ạ? Vâng. Tôi quan sát bạn từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là đây là lần đầu tiên bạn run thì phải. Vâng. Em nghĩ là trước khi phần về đích của em thì em luôn là run thế ạ. Bây giờ thì các bạn cổ động viên đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây hãy cổ vũ bạn thật nhiệt tình ạ. Bạn có muốn làm một cái động tác gì đó để thể hiện sự tự tin cũng như là sự thoải mái của mình trước khi thi không? Sau khi em nghe cái câu khẩu hiệu của các bạn thì em đã rất là tự tin rồi. Xin mời, tiến lên phía trước. Với số điểm hiện có, một số điểm rất cao, 340 điểm thì bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào? Em sẽ lựa chọn một câu 10 điểm và hai câu 10 điểm ạ. Vâng. Ba câu 10 điểm đó là sự lựa chọn của Lê Minh. Chúc bạn thành công. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 10 điểm. Sắp xếp các công trình thủy điện Yali, Trị An, Hòa Bình với những dòng sông tương ứng: sông Đà, sông Đồng Nai, sông Sê San. Em cho anh câu trả lời của em. Nhà máy thủy điện Trị An nằm ở sông Đồng Nai, nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm ở sông Đà và nhà máy thủy điện Yali nằm ở sông Sê San.
Trong số những nhà máy thủy điện này thì bạn đã được đến nhà máy nào chưa? Em mới được đến nhà máy thủy điện Yali thôi ạ. Và câu trả lời của bạn chính xác. Xin chúc mừng. Ở câu hỏi 10 điểm tiếp theo, bạn có muốn thử chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em thôi ạ. Chất khí nào thoát ra từ phản ứng giữa kim loại với axit và được Henry Cavendish gọi là khí dễ cháy dựa vào đặc tính của nó? Khí hydro. Bạn vừa đưa ra một câu trả lời tiếp tục rất chính xác. Xin chúc mừng Lê Minh. Bây giờ sẽ là câu hỏi 10 điểm cuối cùng. Có thử ngôi sao hy vọng tí không? Em nghĩ em sẽ để trong những cái dịp tiếp theo ạ. Vâng. Nếu bạn được lọt vào cuộc thi tháng thì phần thi về đích của bạn cũng chỉ có một ngôi sao hy vọng thôi ạ, không được để dành đâu ạ. Thế à? Thì thôi ạ. Em không chọn đâu ạ. Vâng. Câu hỏi của bạn như sau. Nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác ca khúc Thăm Bến Nhà Rồng từ cảm xúc trước sự kiện lịch sử nào? Em thưa anh là ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911. Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Có phải là đầu tiên bạn định thêm ngày tháng mà nhưng sợ sai không ạ? Em chắc chắn ngày tháng của mình là đúng ạ. Vâng, tất nhiên là ngày tháng của bạn cũng đúng và sự kiện của bạn chính xác. Xin chúc mừng. Bây giờ thì bạn có thể trở về vị trí rồi ạ. Lê Minh vừa có một phần thi về đích rất thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại Lộc Tài. Lúc này thì Lộc Tài đang cảm thấy thế nào ạ? Dạ em đã cảm thấy sẵn sàng rồi ạ. Đã sẵn sàng rồi, dạ. Và sẽ có thêm một tràng pháo tay từ các bạn cổ động viên dành cho Lộc Tài để bạn tự tin hơn. Xin mời bạn tiến tới vị trí về đích. Và những con số nào sẽ mang đến Lộc và Tài cho Lộc Tài ạ? Dạ, em đến đây thì em đã nói là em sẽ chơi hết mình nên ra em xin chọn gói 20, 30, 30. 20, 30 và 30 chúng tôi đã nghe rất rõ rồi. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm dành cho bạn Lộc Tài như sau. Đây sẽ là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi, I'm Alex from Apollo. In summer, I use a machine to produce airflow, often for cooling. Sometimes, I wave this by hand to cool myself. What is this item? Good luck! Fan. Bạn trả lời rồi những giây cuối cùng lại lắc đầu, vì sao thế ạ? Dạ em nhớ fan là cái quạt trần. Và bạn có nghĩ đó là câu trả lời đúng không? Hay còn có một phương án nào khác? Dạ em cũng nghĩ đó sương sương thôi ạ. Thế bạn thử giải thích sương sương xem là bạn nghe được những gì nào? Dạ em nghe thầy nói là thầy đó trong mùa hè thì thầy đó dùng một cái vợt á bằng điện để làm mát của mình. Mà lâu lâu thầy đó còn cầm tay mình quẹt. Vâng. Nên cái đó là cái gì? Đó là cái quạt fan. Xin chúc mừng Lộc Tài. Ở câu hỏi tiếp theo thì Lộc Tài có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Thôi, em để dành cho câu cuối. Vâng. Câu hỏi của bạn như sau. Vì sao phốt pho đỏ khó nóng chảy và khó bay hơi hơn phốt pho trắng? Vì do nó có cấu hình. Nó có cấu hình. Do cái cấu tạo của nó. Cấu tạo và cấu hình của nó khác phốt pho trắng. Nên suy ra thì nó không bay hơi không? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Câu trả lời của em là bởi vì phốt pho đỏ là có cấu trúc là polymer vững chắc hơn là phốt pho trắng. Chúng tôi đã nghe rất rõ câu trả lời của anh Tuấn rồi. Và xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi về đích của Lộc Tài. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không dạ, ạ? Dạ vâng, em có ạ. Chúc bạn thành công với ngôi sao hy vọng của chương trình. Đây là câu hỏi có giá trị 30 điểm. Đóng cửa biển là một bài thơ thời trung đại thể hiện tư tưởng của tác giả về sức mạnh nhân dân với những câu như lật thuyền mới biết dân như nước, cậy hiểm khôn xoay mệnh ở trời. Ai là tác giả của bài thơ này? Hàng Thuyền.
đó chưa phải là câu trả lời đúng. Xin mời các bạn học sinh còn lại. Không có tiếng chuông nào vang lên cả. Tác giả của bài thơ Đóng cửa biển không phải ai xa lạ, đó chính là Nguyễn Trãi. Cảm ơn Lộc Tài đã hoàn thành phần thi về đích. Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi một chút rồi ạ. Bây giờ thì bạn Thanh Hải sẽ đến với phần thi về đích của mình. Và Thanh Hải đang cảm thấy thế nào? Em rất sẵn sàng. Vâng, xin mời. Trước khi Thanh Hải đưa ra sự lựa chọn thì có một thông tin tôi cần phải nhắc bạn. Đó là hiện tại số điểm nhì cao nhất đang là 215 điểm. Và bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào? Em nên chọn là 10-20-20. 10-20-20, chúc bạn thành công với sự lựa chọn này. Ngôi sao hy vọng câu đầu tiên ạ. Ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào? Xin anh chị à, Nam Kỳ khởi nghĩa. Rất nhanh và rất chính xác, xin chúc mừng. Với việc sử dụng ngôi sao hy vọng thì hiện tại Thanh Hải đang có 250 điểm và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 5 dư 3, chia 7 dư 5, chia 11 dư 9. Xin mời các bạn học sinh còn lại. Lê Minh đã là người nhấn chuông nhanh hơn cả. Mời bạn. Em thưa chị, đáp án của câu hỏi này là 383. Bạn đã tính như thế nào ạ? Ta gọi số cần tìm là x, thì ta suy ra được x cộng 2 sẽ chia hết cho 5, 7 và 11. Đồng thời chúng ta thấy rằng 5, 7 và 11 đều là những số nguyên tố. Do đó bội chung nhỏ nhất của ba số này sẽ bằng tích của chúng, tức là 5 x 7 x 11 bằng 385. Suy ra kết quả sẽ là 385 trừ 2 bằng 383. Nụ cười hài hước mọi khi đâu rồi ạ? Sao lần này lại nghiêm túc thế? Vâng, 390 điểm đã thuộc về bạn rồi. Vâng, Thanh Hải thật bình tĩnh và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn. Và các bạn cổ động viên đến từ trường Trung học Thông chuyên Bắc Giang đâu ạ? Câu hỏi của Thanh Hải như sau. Đó là một câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn. Ở đây tôi có các hóa chất dung dịch axit clohydric loãng, dung dịch natri hydroxit đặc và một ống nghiệm chứa bột canxi hydroxit. Sau đây tôi sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Nhỏ vài giọt dung dịch axit clohydric loãng vào ống nghiệm chứa bột canxi hydroxit. Sau đó lắc đều. Ta thu được dung dịch trong suốt không màu. Sau đó, ta nhỏ vài giọt dung dịch natri hydroxit đặc vào ống nghiệm. Ta thấy trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng. Các bạn hãy cho biết kết tủa trong ống nghiệm là chất gì. Chúc các bạn thành công. Đó là CaOH 2 lần. Tôi nhận thấy là sau khi Thanh Hải đưa ra câu trả lời thì các bạn cổ động viên đang rất vui mừng. Và bây giờ là lúc để họ hét to hơn nữa đi ạ. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Thanh Hải. Xin mời bạn hãy trở về vị trí. Thưa quý vị khán giả, như vậy là phần thi về đích của bạn Anh Tuấn sẽ chính thức khép lại chương trình ngày hôm nay. 50 điểm liệu có phải là khoảng cách khó vượt qua không? Không phải là như thế, nếu như chúng ta có được một đấu pháp hợp lý cho phần thi này. Và anh Tuấn đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng. Xin mời bạn tiến tới vị trí về đích. Bây giờ thì bạn hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi như thế nào.
Em xin lựa chọn 10 và 20. 10 và 20, đó là thứ tự câu hỏi mà bạn Anh Tuấn lựa chọn. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 10 điểm. Khi cho than nóng đỏ vào muối kali nitrat nóng chảy thì hiện tượng gì sẽ xảy ra với than? Xin mời các bạn học sinh còn lại. Mời Lê Minh. Em chỉ là cục than sẽ bị bốc khói ạ. Nó không chỉ bốc khói mà nó bùng cháy lên luôn ạ. Và rất tiếc là Lê Minh chưa ghi được điểm câu hỏi vừa rồi. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho anh Tuấn. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ không. Vâng, câu hỏi như sau. Ngành khai thác khoáng sản nào được xem là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay? Em là khai thác dầu mỏ. Rất chính xác, xin chúc mừng. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, bạn đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng cho câu hỏi có giá trị 20 điểm. Và bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi này. Một hộp bi có 15 viên bi màu vàng, 10 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ. Các viên bi khác nhau từng đôi một. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 viên bi với 3 màu khác nhau từ hộp bi trên? Đây sẽ là một tình huống rất hồi hộp. Nếu như bạn trả lời sai thì đương nhiên là người có số điểm nhì cao nhất chính là Thanh Hải. Nếu như bạn trả lời đúng thì bạn sẽ bằng điểm với Thanh Hải. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cuộc thi tuần tiếp theo để xem là liệu có một phần thi câu hỏi phụ xảy ra hay không. Xin chúc mừng anh Tuấn. Bạn đã vừa ghi được 40 điểm với câu trả lời rất tốt của mình. Đáp án cho câu hỏi này là 1.200. Cảm ơn anh Tuấn, bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi rồi ạ. Và như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến một cuộc thi mà các thí sinh đã thể hiện được những sự xuất sắc của mình. Cùng với đó là hai số điểm nhì cao nhất hiện đang ở trên sân khấu bây giờ. Và bây giờ chúng ta cùng xem những số điểm còn lại là những số điểm nào. Bạn Lê Minh đến từ trường Trung học Phổ thông Sơn Tây Hà Nội giành được 385 điểm. Bạn Lộc Tài đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cầu Thành phố Hồ Chí Minh giành được 80 điểm. Bạn Bùi Thanh Hải đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Giang giành được 250 điểm. Và bạn Trần Anh Tuấn đến từ trường Trung học Phổ thông Tánh Linh Bình Thuận giành được 250 điểm. Ai là người gây ấn tượng mạnh với mình nhất ạ? Dạ, chắc là bạn Đỗ Văn Minh, vì bạn ấy là bạn nam đúng em. Ví dụ bạn là Thanh Nga đang khóc đi, thì bạn sẽ nói như thế nào? À, em ơi nín đi. Nghe cũng có vẻ êm ái đấy. Rất nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc. Vâng, em chia hết ạ. Chuẩn bị đến đoạn cao trào thì lại kết thúc. 20. 30 ạ, 30 và 20. 101000. 101000, xin chúc mừng Nhật Vân. Chính xác, rất chính xác. Chúng ta đang được chứng kiến một cuộc đua rất gay cấn. Không để các bạn thí sinh khác có cơ hội trả lời thêm. Và điều đó đã xảy ra, xin chúc mừng bạn. Lê Minh thân mến, bây giờ thì bạn muốn ăn mừng chiến thắng của mình theo cách nào ạ? Xin mời bạn hãy lên đón nhận chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên của mình, một chiến thắng rất xứng đáng, 385 điểm. Phần thưởng cũng sẽ được trao tặng cho Thanh Hải, Anh Tuấn và Lộc Tài với những cố gắng mà các bạn đã thể hiện trong chương trình ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, ông Phạm Viết Lương. Và xin được trân trọng kính mời ông Phạm Viết Lương sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn.
thí sinh đạt được giải nhất cuộc thi tuần nhận được số tiền thưởng 4 triệu đồng từ nhà tài trợ công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin chúc mừng Lê Minh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Viết Lương. Như vậy là chúng ta đã được chứng kiến một cuộc thi rất hay và người đang giơ cao chiếc cúp đó chính là bạn Lê Minh đến từ trường Trung học phổ thông Sơn Tây Hà Nội. Một người bạn đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc đối với quý khán giả bởi phong cách thi đấu cũng như tính hài hước của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các bạn Lộc Tài, bạn Thanh Hải và bạn Anh Tuấn đã tham gia cuộc thi ngày hôm nay và mang đến cho chúng ta rất nhiều những giờ phút thú vị. Xin cảm ơn các bạn. Cuộc thi mà chúng ta vừa chứng kiến cũng đã ghi nhận số điểm nhì mới hơn, đó là 250 điểm và người đang sở hữu số điểm nhì đó là hai bạn thí sinh, bạn Anh Tuấn và Thanh Hải. Chúng ta hãy cùng chờ xem ở cuộc thi cuối cùng, cuộc thi tuần cuối cùng sẽ diễn ra sau một tuần nữa, liệu có bạn thí sinh nào sẽ vượt qua được 250 điểm hay không? Xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và dành nhiều tình cảm cho những nhà leo núi của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.